trong cái điện thoại gì à, trong cái kiểu vẽ ngắn à. Nút ra ngoài sát xuống mới mệt đó, ra ngoài ở giữa giữa nắng nóng nhìn cái cánh này, đừng có nhìn cái remote. Xíu xíu nhỏ nhỏ thôi. Dạ đò nói đấy thôi. Đâu có rác đâu, bình thường mà. Cắt thịt đâu rác. Ê nặng mụn, nó hơi to một xíu. Để nó còn nhiều nhiều nữa đi, nếu nó hết hết là lười. Kiểu như là còn nhiều là họ lo đi đúng không? Là mua hơn nữa là họ lười biến. Không họ nuôi nữa. Mấy lưới à, giữ cái thịt tại chị không giữ thì ai giữ bận như không mày quá đâu, sợ tôi kiện sẽ bán giá rồi chị thôi. Cái đó mình tuyệt đối đông nhiều gì em phải nắm cái số thịt cho chuẩn mà đâu. Chưa ra này hỏi đó. Nhiều khi ra nhiều khi cũng được được rồi mà thấy chưa ok. Ra con bụng chưa hài lòng. Mà nhiều người cái răng chị nặng cũng dễ sợ mà muốn ra mà giấu lại không. Người ta sẽ giấu không có ghê nhưng nhìn
không bị bầm luôn. Đau chứ. Có những cái là ta rung tay luôn mà. Không mà cái nó khó quá. Chắc lâu năm sẽ được chứ. Chứ chờ tao biết đường mà. Thì bài hết rồi đó. Hiểu được con mụn là được. Ý là ví dụ chị nhìn con mụn lên là chị biết là nó dễ hiên khó luôn rồi đó. Còn ra máu nhiều máu ít là cũng đoán được luôn. Ý là được. Hãy rất là thấu đoán con mụn quần què vậy nè. Thì này đoán á. Chị là này biết. Em nên đoán. Thôi chị thì chị chỉ nghĩ là lâu năm thôi chứ trừ hết đường rồi. Nước mua muốn giỏi coi video nhiều vô. Phúc cũng coi bức lò mắt. Coi không? Em mới coi chứ anh bấm miếng rồi bấm lại ra. Cũng khi nào cũng nhìn vô cái móng bấm rồi nó không dài nữa. Chắc cái tay em, à mà chị thấy cái lực tay em dễ sợ mà. Bấm mà bấm à bấm mấy cái chỗ cần bấm đó. Nó thay chị.
Thank you.